Hi, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố nha. Thì hiện tại thì mình đang cùng với lại thầy Thích Minh Tệ để đi theo thầy nè cô chú anh chị. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Ba Vì, Hà Nội nha. Thì như mọi người cô chú anh chị đã thấy rồi, thầy đang đi trên đường ra Hà Nội nè mọi người. Đây là còn nằm ở Ba Vì nha. Đó, rất là nhiều người dân xung quanh hai bên đường cũng đi theo thầy tiễn thầy một đoạn nha cô chú anh chị. Một cái hình ảnh rất là đông luôn đó, rất là nhiều bà con ở trên Ba Vì này, thậm chí có người dắt xe luôn nha, dắt xe không thèm chạy luôn, dắt đi theo thầy. Mình trải nghiệm sau một tiếng cùng thầy đi thì mình thấy thầy đi rất là giỏi nha, đi rất là nhanh, không phải nói là đi rất là nhanh, thì mình đi theo muốn hụt hơi luôn mọi người đó. Ơi thầy đi khỏe quá mọi người ơi, mà đi chân đất nữa đó. Thì ngày hôm nay cũng không có thời tiết khá là mát nha, chứ không có nóng. Khá là mát chứ không có nóng nên thầy đi cũng rất là thoải mái nha mọi người. Nhưng mà mình không quen thì thấy nó hơi mệt thôi. Đây. Đó, thì cùng với bà con ở đây nè. Trời luôn, dẫn xe rồi đi luôn nè. Quá đông luôn mọi người. Rất là đông người dân đứng hai bên để chào đón thầy nha. Hy vọng là mọi người tuân thủ giao thông một xíu, đừng có để ảnh hưởng tới thầy, tội nghiệp thầy mọi người. Hôm nay khá là mát mẻ đó. Ê, cứ đi theo thầy thôi mọi người ơi. Thank you.
quá là đông, mà con đi theo luôn. Thầy đang hướng về Hà Nội nha mọi người. Trời hôm nay cũng khá mát mẻ nè. Mình mới theo có một chút mà mình cũng khá là mệt rồi. Thầy đi nhanh lắm mọi người ơi, thầy đi nhanh lắm. Sao cũng có vài người đi theo. Khi thầy đi trên đường thì có rất nhiều Phật tử cũng đứng ra chào thầy nhé. Một buổi sáng cũng khá là mát nha. Nay thời tiết thấy mát đó mọi người. Đường phía trước còn rất xa. Đó rồi, con mình đã hết rồi. Nguyễn Xá, thầy đi nhanh quá.
thì đi nhanh lắm cả nhà ơi. Thôi đi luôn, chút nữa đi. Chỗ nãy tới giờ cũng rất là xa rồi, nhưng mà mọi người cũng vẫn còn đi theo thầy nha, chưa có dấu hiệu ngừng lại nha mọi người. Ơi, đi bộ mà lên dốc nữa chứ. Đi bộ lên dốc nữa cả nhà. Nè cái dốc nè. Mỗi chân ngố ác ơi. Tiếp bài cho đi khúc ơi. Thầy đang đi phía trước nha, nó đông mà dân ở đây yêu mến thầy nhiều ha. Phía trước phía sau gì đâu nghẹt. Không biết nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Này có xe mà không chạy luôn nè, dẫn luôn, dẫn bộ theo thầy luôn. Đó, anh này có dép mà không mang luôn nè. Thấy không, dép không mang luôn, đi bộ luôn. Đi chân đất coi. Ô, thầy đi hay quá. Quá đông mọi người ơi, người ta đứng người ta đợi thầy quá trời. Để lên quay. Đi phía trước nha. Cứ đi thôi nha mọi người. Thank you.
Thì vừa đi mà vừa nói chuyện nổi luôn, khỏe ghê. Khỏe nha, khỏe thế. Đi bao xa? Rồi hôm nay nè, hôm nay gì đấy? Thầy lỗ mà nhạc à? Hôm nay em định đi bao xa? À nhà dưới này à? Thầy thông hết rồi.